Hello, xin chào anh em. Quý hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý hàng của các bạn nhờ sức khỏe, có nhiều thành công trong việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục có một siêu phẩm đến từ Nhật Bản mang đến cho anh em quý hàng của các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một em với thương hiệu của nó là Isuzu, tải trọng 1 tấn 9, đời 2015, phiên bản thùng kính 4m3 xịn sò như này, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, thùng dài 4m3. Chiều ngang là 1m74 và chiều cao là 1m870, thùng inox dập sóng, thùng hai lớp, lớp ngoài inox dập sóng, đầu cabin dạng tròn VKR, dòng VKR 91BS của Isuzu, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe này chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn nha em. Rất là tiết kiệm dầu luôn. Bánh trước bánh sau được mở với đường kính mâm là 15 inch, vỏ 7 inch. Lớp cũng còn rất là cao, khoảng 70% mấy anh em. Khung gầm, khung sắt xỉ rất là cứng, đà ngang, đà dọc bằng sắt U rất là chắc chắn luôn đó. Thùng còn rất là đẹp luôn, nói chung là thùng rất là mượt mà lắm anh em. Sàn sắt, lớp trong lớp cho lên kẽm, thùng tiêu chuẩn ha, được cái lớp ngoài bằng inox, khung xương sắt kẽm, nhưng mà thùng rất là chắc chắn và rất là bền. Tải trọng 1 tấn 9, khối lượng thùng mộ là 4,7 tấn, khối lượng bản thân là 2 tấn 6, đời 2015, niên hạn sử dụng là 2040, Isuzu VKR 270, thùng inox 4m3 80, thùng kính có cửa hông rất là xịn sò như thế này, khung sắt xi bao dày bao cứng. Thì con xe này bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn là 370 triệu, sở hữu ngay Isuzu xịn sò như thế này, kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, ghế bọc da, ba chỗ ngồi, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, hộp số 5 số tiếng 1 số lùi, xe này không có máy lạnh, anh em mua có thể lắp thêm hộp số 5 số tiếng 1 số lùi. Cabin rất là rộng rãi, nói chung là mọi chức năng hoạt động rất là bình thường với cái mẫu xe tải Isuzu VKR xịn sò như thế này. Đời 2015 nha anh em, xe đi cũng rất là ít. Nói chung là xe đi mới có 79.000 thôi, đi rất ít luôn. Đời 2015, cabin nội thất rất là rộng rãi và rất là thoải mái, đầu cabin dạng tròn rất là xịn sò như thế này. Kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, nói chung là xe liền lạc nguyên bản của nó như thế này nha anh em. Chỉ 370 triệu, đời 2015, Isuzu đời 2015 VKR 270 1 tấn 9, thùng dài 4m3 nha anh em. Động cơ với Isuzu, động cơ nguyên bản, động cơ rất là đã luôn. Nói chung động cơ nghe tiếng máy là đã, ra cơ rất là dễ bảo hành và rất là dễ sửa chữa, với dung tích xi lanh của nó là 2,7 lít, công suất đạt 67 kW, tổng thu 3.400, máy dầu 4 kỳ 4 xe nắng hàng, xe còn đăng kiểm dài tới tháng 12 năm 2022. Xe này mua là chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha nè. Tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời rồi, không xác sự bao giờ bao cứng luôn. Nói chung là xe rất là liên lạc. Nếu anh em thấy cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa nó về phục vụ cái nhân vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, hàng của các bạn. Siêu phẩm Isuzu VKR 270, nói chung là xe rất là đẹp, nước sơn màu trắng là bắt mắt, tiêu chuẩn hải Euro 2, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, rất là tiết kiệm dầu luôn nè, thùng rất là đẹp, thùng tiêu chuẩn mà nhìn còn rất là đẹp và cứng cáp lắm. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình.